Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Thái Lan và đội tuyển U23 Tajikistan. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 của vòng bảng ở đấu trường U23 châu Á và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 22:30 ngày 22 tháng 4 và theo đánh giá thì đội tuyển U23 Thái Lan sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển U23 Tajikistan với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ, ở cấp độ đội tuyển U23 thì hai đội chưa từng gặp nhau, đây mới chỉ là lần đầu tiên cho nên là cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển U23 Thái Lan thì Thái Lan thắng 2 và thua 3, còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển U23 Tajikistan thì Tajikistan hòa 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển U23 Tajikistan được chấp 0,5 hoặc là 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù lần đầu tiên chạm trán với đội tuyển U23 Thái Lan thì đội tuyển U23 Tajikistan bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển U23 Tajikistan họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu so với đội tuyển U23 Thái Lan đâu. Thứ hai nữa thì nếu như trận này mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn đội tuyển U23 Tajikistan được chấp, chúng ta cũng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Đội tuyển U23 Tajikistan thì hầu như họ cũng đã chính thức bị loại rồi. Ở lượt trận cuối này họ sẽ thi đấu với tinh thần là không còn gì để mất nữa, thì biết đâu họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước U23 Thái Lan thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn U23 Tajikistan được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Với lại Thái Lan cũng đang rất cần một chiến thắng để đi tiếp, mà ở lượt trận này gặp đối thủ đang mất phong độ mà Thái Lan lại chấp cái mức kèo cũng khá thấp, thì mình nghĩ ít nhiều gì đây cũng có thể là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ về nằm Thái Lan quá nhiều cũng không chừng. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì một đội thì cũng đang rất cần bàn thắng để có thể là nuôi hy vọng đi tiếp, còn một đội thì sẽ thi đấu với một cái tinh thần là không còn gì để mất nữa, thì có thể là hai đội cũng sẽ thi đấu cởi mở hơn và cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt. Ở những lượt trận gần đây thì cả U23 Thái Lan lẫn U23 Tajikistan đang có hiệu suất ghi bàn cũng đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi một lần nữa. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc là 2-1 nghiêng về cho U23 Tajikistan. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1 trái. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì U23 Thái Lan là mấy, thì có thể là U23 Tajikistan họ cũng sẽ không thua U23 Thái Lan hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 U23 Tajikistan mới là đội sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn U23 Tajikistan được chấp nha. Và canh tài còn dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn đội tuyển U23 Tajikistan và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.